Hello, xin chào tất cả anh em. Lại là em Chiến Hà Guitar đây. Thì giờ này nó cũng 7 giờ tối rồi, mà hôm qua hôm kia thì em cũng có nói rất nhiều là em đang có khoảng độ 5 cây L8 Gen 1 cộng với đúc 80 với cả đúc 120. Thì hôm nay em sẽ bỏ hết ra để mọi người biết là cái cây đàn này là em đang có sẵn, chứ không có phải là em chụp hình một cây mà em nói là em đang có tới 5 cây. Và đặc biệt là em rất thích những dòng L8 Gen 1 và cộng và Morris đúc 80 trở lên. Thứ nhất, cây L8 Gen 1 đó, nó cấu hình của nó là full solid nên đó. Và thứ hai nữa, nó đặc biệt hơn nữa là cái bộ khóa của nó là khóa đời trước nha mọi người, khóa vàng đó, nó giống với mấy cây mà dòng mà gọi là dòng cổ là nó khóa này, nhưng mà là khóa bạc, lên bắt đầu từ L8 nó sẽ là khóa vàng. Còn L5 Gen 1 và L6 Gen 1 thì cái khóa nó cũng giống như với dòng Gen 2 thôi, nhưng mà cái xi nó có thể nó tốt hơn một chút nên mọi người khó phân biệt hơn so với L8 Gen 1. Thì trong clip này em có những cây L8 Gen 1 của em, thì em mua đa phần em chỉ có lựa những cây mặt đẹp thôi, chứ nói chung là hàng đẹp em mua, chứ hàng xấu em không có mua. Thì những cây đàn này đã đều được em căn chỉnh và lắp dây Elixir từ A đến Z cho mọi người hết rồi. Nếu anh em nào mà có thích cái dòng này á, thì ghé trực tiếp cửa hàng, hoặc là ghé trực tiếp cửa hàng là địa chỉ là 294C đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thì mọi người có thể trải nghiệm thực tế và mọi người chọn cho mình được một cây đàn tốt nhất ha. Thì trong 5 cây này thì nó có một cây là mới khoảng 95%, còn lại 4 cây là hàng lining. Thì cái giá của cây 95% á, cây mà mới khoảng 95% với em thì nó cũng đáng là mới lắm rồi đó. Đây là cây này cho mọi người. Đó. Nó rất là mới luôn rồi đó, nhưng mà với em thì em chỉ có báo với mọi người là khoảng 95% rồi, khóa vàng rất là đẹp thôi. Đó, tất cả những cây đàn này là bộ khóa vàng cực kỳ đẹp luôn. Thì cái cây mà mới khoảng 95% thì giá em đang để là 30 triệu. Thì trong video hôm nay em ưu tiên em sẽ làm cho mọi người còn với giá là 27 triệu 500. Còn với những cây line new thì giá đang là 32 triệu, thì em sẽ ưu tiên em giảm cho mọi người với giá là 30 triệu ha. Đó, thì nói chung là mọi người thêm được 2 triệu, khoảng 2 triệu mấy nữa thôi là mọi người đã mua được cây đàn mà nó như mới hoàn hảo hơn. Còn anh em nào mà muốn mua nó rẻ hơn một xíu thì mình lấy cây 95% cũng được. Nói chung là nó cũng mới gần như nhau rồi, chứ nó không phải là chênh nhau quá nhiều. Và trong đây thì nó có thêm một cây đúc 80, ngoại hình còn khoảng 95%, nó có bị xước một vết nhỏ nhỏ, nhưng mà cây đàn tổng thể thì khá là đẹp. Còn với cây đúc 120 này thì em cũng có like trong video trước, nó có bị xước hai cái chấm ở đây nhỏ nhỏ, nhưng mà cây 120 thì nó rất là quý cho mọi người. Và thứ hai nữa là cấu hình của nó là cấu hình full solid nên đó, những cây view cây 80 thì nó chưa có full, bắt đầu lên từ 120 thì bắt đầu nó là full solid, còn 100 thì nó cũng chưa phải là full nha mọi người. Thì em có để ra để cho mọi người biết, thì cộng theo đó thì hiện nay á, L8 Gen 1 thì là em có tới 5 cây, còn á, L6 Gen 1 và L6 Gen 1 và W50, W60, L5 Gen 1, L5 Gen 2 và W40, những dòng đó thì trong cửa hàng em luôn luôn có sẵn ít nhất là khoảng 30 cây cho mọi người, nên mọi người yên tâm là sẽ không sợ không có hàng. Anh em nào mà muốn mua mà giá vừa tiền thì mình mua những cây đàn nó hơi chảy xước chút xíu thì giá thành sẽ rẻ hơn. Còn anh em nào mà thích line new thì chấp nhận phải mua với giá nó hơi cao một chút ra. Thì trong video này thì em muốn chia sẻ để cho mọi người biết là em đang có sẵn rất là nhiều những cái mẫu này để cho mọi người có thể lựa chọn ra. Anh em không sợ là không có hàng đâu, vì nhà em có công ty tại Nhật và cái chế độ mà mua hàng của tụi em nó cũng khác, đặc biệt hơn với những anh em khác, nên đó, cái nguồn hàng em có nhiều hơn. Và nói rằng là bọn em cũng cố gắng và em mua làm sao là nhiều nhất, vì em thì em cũng bỏ guitar khoảng độ hơn một năm, em không có nhập do dịch, năm ngoái là do dịch, với cả em có tập trung làm piano nên em bỏ cái mảng guitar. Thì năm nay em quay lại em làm guitar thì em về rất là nhiều, và nguồn hàng của em thì em chạy liên tục luôn, có khi một tuần em về độ 2 công, mà mỗi công thì nó cứ trong một công hàng em về thì mỗi luôn luôn nó có khoảng từ 30 tới 50 70 cây.
nó cứ về liên tục ở trong vòng một tháng, thì đa phần là một tháng em về được khoảng 500 cây. Hàng đấu giá mà về 500 cây là cũng nhiều tiền lắm mọi người, nên cũng dáng làm thôi chứ nhưng mà cũng thích, nói rằng là mình cũng thích đàn xịn, mình cũng thích đàn xịn thì mình mới đầu tư giá mình mua. Nói chung là vừa cũng về là vừa đứng dàn đi, đầu tiên là về là mình phải được ôm trước á. Dù rằng nói thật lòng là em chơi, em cũng chơi amateur rồi chứ cũng không phải là đánh đàn quá hay, nhưng mà vì mình được nghe được cầm quá nhiều đàn xịn và được trải nghiệm nó thì nên nói thật là mình nghe nó cũng sẽ tốt hơn so với anh em nào mà ít trải nghiệm những cây đàn xịn thôi. Đó, cây này là cây VK120 cho mọi người, cấu hình là full solid. Cây này thì đang có giá là 38 triệu cho mọi người. Anh em nào mà hữu duyên thì cứ inbox riêng, có thể em cũng có giảm cho mọi người chút xíu. Đó, cây này là một đúc 120. Video này thì em không có nói số vì nó cũng chỉ có 3-4 model thôi, nên em không có nói số. Cây này thì cái đúc 80 thì nó mới về hồi sáng, thì em tiện thôi, em cũng căn tinh và em là đăng hình lên Facebook rồi. Những cái này là đường số gỗ nha mọi người, đây là cái đường số gỗ nha. Đó, mặt nó rất là đẹp này, nó có hơi sượng nhẹ xíu. Cây này mà hàng đẹp nó hầm đó thì giá nó dao động từ khoảng 27 tới 28 triệu, còn như cây này hiện nay thì em đang bán với giá là 23 triệu cho mọi người, VK80. Và em có nói thêm là dòng VK Morris đó, VK80 với cả cây Yamaha L8 thì nó khác biệt nhau ở cái gì thì anh em mình dễ chọn được cái âm sắc mà mình thích. Khi mà mình mua dòng Morris 80 đi thì âm bát nó nổ hơn, nảy hơn và tiếng nó sáng hơn một chút. Đây mọi người nghe thử nha. Đó, cái sao tiếng nó sáng hơn một chút so với thằng Yamaha. Yamaha thì cái bát nó đầy hơn, nó ấm hơn. Đây, cái bát nó ấm hơn so với thằng Morris. Cái dòng Yamaha thì cái tiếng nó ấm hơn vì nó dày hơn. Là ai mà thích cái sao tiếng trầm ấm thì mọi người nên chơi Yamaha, còn ai mà thích tiếng sáng thì mọi người chơi Morris. Đâu, mỗi cái nó có một cái điểm mạnh riêng của nó đó. Và cây đặc biệt là cây L8 Gen 1 thì nó là cấu hình là full solid, thì mọi người chơi nó cũng có thật là nếu mà để mà nói thì nó cũng quý hơn một chút so với cây đúc 80. Nhưng mà ở tại Việt Nam thì anh em lại thích cái tiếng của đúc 80 nhiều hơn. Đa phần thì mấy anh á, mà lớn tuổi một chút đó, thì người ta lại chọn Yamaha nhiều hơn. Còn các bạn mà trẻ hơn đó, thì lại chơi Morris nhiều hơn. Cũng tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi. Đó, thì hiện nay là em lên em giới thiệu cái video là em đang có sẵn rất là nhiều những cái dòng này. Thì trong đó nó cũng có thêm cây L6 này mọi người. Đây, cây này cũng là một cây L6 Gen 1 cho mọi người. Những cái đàn này toàn hàng Lightning thôi. Đó, nói chung là một cây đàn dòng L6 Gen 1 với L8 Gen 1 thì nó được sản xuất là năm 1976-77, thì đến 7 có cả 78 luôn. Thì những cây đàn này nó mới line new ở đây á, thì nó cũng còn khoảng tầm 97-98% thôi, chứ không thể nào mà mình đòi hỏi nó mới như một cây đàn mà vừa mới đóng xong được. Quan trọng là tất cả mọi thứ cần action hay gì đó bọn em kiểm tra và em cam trình rất là ok rồi, cho mọi người hết rồi, nên mọi người mua về là mọi người chỉ lên đây là mọi người xài thôi. Và tất cả những cây đàn này là phân khúc cao cấp nên nó đều có hộp Yamaha zin đi theo với đàn nha mọi người. Nhập về thì nói chung là đôi khi nó cũng có cây nó không có hộp zin, nhưng mà em cố gắng làm sao em sàng lọc những ở những cái cây mà phân khúc dòng thấp để em lấy ra những cái hộp để em đưa vô cho những cây đàn này, nó phải phù hợp với cây từng cây đàn. Đây, để em lấy một cái hộp cho mọi người ha, để mọi người coi ha. Đây, nếu mà anh em mà mua dòng L8 trở lên là sẽ được một cái hộp giống vậy. Đó, dòng này nó sẽ có, nói chung là Yamaha thì nó có tới 3 loại hộp lận. Nhưng mà thôi, có cái hộp giống đời nào thì em sẽ đưa đời đó nha. Và cây đàn nào nó có hộp nào thì em đưa hộp đó, chứ em không có đưa linh tinh. Là em đã để trong hộp nào là lấy hộp đó, chứ không có lấy linh tinh được cho mọi người. Mọi người đôi khi cũng phải thông cảm vì cái còn cái người sau người ta mua nữa, đôi khi mình chụp cùng cái hộp đó xong mình lại đưa một cái hộp khác
thì anh em đôi khi anh em không có chịu cái vấn đề đó, nên nhiều khi em không có đổi hộp để cho mọi người là vấn đề đó. Thì anh em nhớ đăng ký kênh, theo dõi những video tiếp theo của em để ủng hộ em có động lực em làm nhiều video hơn cho mọi người ha. Mọi người cũng có thể là kết bạn qua số Zalo là 0938 522 994, sẽ được em hỗ trợ về hình ảnh thực tế của cây đàn, video test âm, và mọi người có thể gọi trực tiếp cho em để em báo tình trạng của từng cây đàn như thế nào cho mọi người. Còn anh em nào mà ở gần thì mình cứ ghé trực tiếp cửa hàng em được là cái tốt nhất. Địa chỉ cửa hàng của em là 294C đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mà muốn đi để dễ kiếm hơn đó, thì mọi người cứ search Google Maps sẽ dễ đi hơn, và mọi người định hướng là nó nằm ở gần công viên nước Đầm Sen Tân Phú, cách đó khoảng 500m rồi, nên mọi người sẽ dễ định hình để mọi người kiếm cái địa chỉ của em hơn nào. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.